kỷ vật. Hôm đó là ngày sinh nhật của ba. Sau bữa cơm chiều, cả nhà quây quần bên bàn nước. Tôi trịnh trọng đưa cho ba chiếc hộp màu hồng có gắn nơ lụa. Thưa ba, con xin tặng ba một món quà. Ba nhận chiếc hộp và ôm tôi vào lòng cười rạng rỡ. Tôi đỏ mặt khi trông ba cẩn thận mở cái hộp. Chợt ba sững sờ ngạc nhiên. Ơ, một chiếc ví. Ba tôi lật đi lật lại chiếc ví màu xanh Copan, nét mặt trở nên khắc khổ, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Là vì con thấy chiếc ví của ba đã cũ. Tôi ngập ngừng. Hai mẹ con biết đấy, chiếc ví này tuy đã cũ, nhưng ba đã giữ hơn 10 năm nay rồi. Giọng ba kể vẻ buồn buồn. Chiến tranh xảy ra giữa lúc tiết xuân còn se lạnh. Đơn vị của ba hành quân cấp tốc lên biên giới, trên đầu là đạn pháo rạc rít u u. Bỗng có một tiếng chíu rít qua, ba chỉ kịp nhớ có người đẩy mình vào hầm rồi nằm đè lên mình. Sau khi gượng dậy, ba mới nhận ra đó là Nien, người lính liên lạc, lúc này đã bê bết máu. Trung đoàn trưởng, cầm giúp em chiếc ví. Nien thều thào trong bàn tay đang run lên của đồng đội. Ít lâu sau, trong một trận đánh khác, cũng chính chiếc ví ấy nằm trong túi áo ngực đã đỡ một viên đạn cho ba. Thế đấy, chuyện gì cũng có nguyên cớ của nó. Bây giờ hai mẹ con hiểu rồi chứ. Ba nguyện sẽ giữ gìn chiếc ví này như một báu vật.